Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi định leo rank thôi, tôi không định là quay video clip đâu. Bởi vì đang trong cái quá trình leo top rank. Tôi cái đợt này tự nhiên tôi lại đặt mục tiêu là sẽ là cái người lên queen đầu tiên của Việt Nam. Đấy. Thì tôi cũng đang có cái ý định là như thế, nên là tôi không có ý định là tôi quay video clip ngày hôm nay. Nhưng mà cái con game này ấy, thì buộc tôi phải quay. Lý do tại làm sao mà tôi lại phải quay cái video này thì xin thưa với các anh em là trận đấu này đấy, trong cái trận đấu này có một anti fan của tôi đấy, và không những là anti fan bình thường mà còn là anti fan cứng, anti fan trường kỳ, anti fan forever. Dù thế giới này có bao nhiêu đổi thay thì tình cảm của người ấy dành cho tôi vẫn là mãi mãi. Người đó là ai? Xin giới thiệu với các anh em, chủ tịch câu lạc bộ anti, người sáng lập ra anti fan của Tuấn Cơm, Joker anh em nhá. Anh em mà xem kênh tôi lâu rồi cho anh em cũng không còn lạ lẫm gì. Đấy, đây là một cái anti fan mà phải nói là rất lâu. Từ tận năm đầu tiên, mùa thứ nhất của cái trò chơi này, tính ra cũng được 5 năm rồi đấy. Từ khi mà tôi chưa có con, bây giờ tôi hai đứa rồi. Và cũng không biết là bao nhiêu clip ở trên kênh này rồi. Đấy, giới thiệu qua một chút về cái tiểu sử của Joker nha anh em nhá, để cho anh em nắm rõ. Bởi vì anh em nắm rõ được cái tiểu sử của Joker ấy thì anh em sẽ thấy cái trận đấu này nó hay hơn. Đấy, tôi nghĩ là như thế. Thì Joker biết đến tôi chắc là được 5 năm rồi. Đấy, mà khi mà biết đến tôi ấy thì Joker thích xem lắm. Nói chung là xem từ 5 năm trước đến bây giờ vẫn là xem hàng ngày. Ngày nào cũng coi như là lên kênh xem. Đấy, không có bỏ sót bất cứ một cái video nào. Đấy, và cũng giống như một cái trường hợp gần đây, đó là Kinh Vũ Hào anh em nhá. Xem video clip thì không bỏ bất cứ một video nào. Đấy, mà xem video clip thì bình thường các anh em xem thì nhiều anh em tua đúng không? Anh em, các anh em thì cũng không xem hết, hoặc là anh em tua nhanh, hoặc là có thể anh em là xem đoạn này đoạn kia. Nhưng mà riêng cái thằng Joker này ấy, thì nó xem nó coi như là nó xem từng giây luôn, đớp từng chữ mà tôi nói ra. Đấy, không bỏ sót bất cứ một chữ nào cả. Nghe thì tưởng chừng là đây là một fan chân chính đúng không? Không phải. Tại sao lại xem nhiều video clip như thế? Tại sao lại không bỏ sót bất cứ chữ nào? Đấy, thì để làm gì? Để là khi mà tôi có một cái câu nào đấy, cái lời nói nào đấy mà nó bị sai, đấy, hoặc là nó không đúng ý nó, thì là bắt đầu vào là vặn vẹo. Đấy, comment ở trong những cái clip. Tôi rất ít khi là tôi ban. Đấy, tôi chỉ ban những cái thằng mà nó chửi bậy thôi. Thì đây là một trong những cái thằng mà nó chửi bậy ở trên kênh, thế là tôi ban. Đấy, và từ lúc đấy trở đi là nó cực kỳ là cay tôi, và nó quyết tâm là săn tôi bằng được. Đấy, mà từ lúc đấy thì tôi chưa biết nó tên là gì ở trong game thôi nhá. Tôi chỉ biết tên nó ở trên kênh của tôi thôi. Đấy, còn cái ạc của Google ấy, ạc YouTube ấy thì biết, chứ còn cái ạc ở trong game thì hoàn toàn chưa biết nó là ai. Đó, thì nó quyết tâm nó săn tôi, nó theo dõi tôi, nó săn tôi. Đấy, và đến một cái ngày mà nó săn được tôi thì tôi không biết nó là ai đâu. Thì cái ngày đấy tôi làm content thôi. Tôi làm đang cái trận đấu, tôi làm content để phục vụ các anh em ở trên kênh. Đấy, thì không hiểu sao đến lúc kết thúc game ấy, mình top 2 thôi. Tôi chỉ được top 2 thôi. Thì cái thằng Joker là top 1. Thì bắt đầu là cái bẩn nó chửi tôi ngay ở trong game. Và anh em biết cái điều gì không? Thực ra chửi nó là bình thường. Tôi nghĩ là nó là bình thường thôi, bởi vì tôi quá quen rồi. Mình là người nổi tiếng mà, mình phải chấp nhận là cái giá của sự nổi tiếng. Đấy, mình có nhiều người yêu thì cũng có nhiều người ghét. Và có những cái thằng nó gặp mình nhiều ấy, nó thua thì nó cay mình, nó mới phải làm như thế. Thế tôi thấy nó là cái chuyện nó bình thường. Thế nên là tôi cũng chả để ý làm gì cả. Đấy, thì một thời gian sau, vãng đi một thời gian, thì bắt đầu tôi thấy có những cái bài viết trên diễn đàn nói về tôi. Thì là ở dưới những cái bài viết đấy thì cái thằng Joker này ấy, nó sẽ comment vào cái ảnh mà nó thắng tôi ở cái trận đấy. Và nó comment theo những cái dòng chữ kiểu như là tôi lùa gà, tôi lừa đảo đấy, kiểu dạng như thế. Đấy, chơi thì kém nhưng mà lại rất hay là coi như là lùa gà với thể hiện. Ok, thì từ lúc đấy trở đi là tôi bắt đầu chú ý đến cái thằng này. Và nó còn nhiều những cái bài viết khác nữa. Nó có rất nhiều người nói đến cái thằng này là một cái thằng trẻ trâu, khi mà rất hay chửi các anh em ở trong game. Đấy, anh em nào mà gặp thằng này anh em có thể confirm nhá dưới cái clip này. Ok. Ồ, từ nhá.
Trận này chơi cái gì đấy nhỉ? Trận này tôi cũng chưa biết là chơi cái gì. Truyền thuyết có chúa quỷ, năm rồng kết hợp với cả Witcher thì đương nhiên nó là vô địch rồi. Nhưng mà bài này nó lại không giống như kiểu đấy anh em ạ. Nó không ra theo cái kiểu đấy. Bây giờ mình lựa lựa mình về cái bộ đấy được không? Nếu mà lựa về cái bộ đấy tức là đánh solo late game. Mà đánh solo late game ấy thì có thể là cái thằng đấy nó cũng sẽ nghĩ được như tôi, tức là chuyển về cái bộ năm rồng kết hợp với cả con chú quỷ ấy, ngũ long hóa hình phiên bản mới đấy. Thì nếu mà solo late game mà hai thằng trùng bộ nhau thì đánh nó khó lắm anh em ạ. Nên là tôi đang tính đến một cái con đường khác. Chúng ta vẫn là lựa, nhưng mà sẽ lựa sang một cái đội hình khác để đấm ngũ long hóa hình giai đoạn late game thì khó. Nhưng mà để ngăn chặn được cái sức mạnh của nó vào giai đoạn late game trước khi nó có thể thành hình thì chúng ta vẫn có thể chơi được anh em nhá. Nếu tôi đang tính là chúng ta không chơi ngũ long hóa hình mà chúng ta sẽ chơi một cái bộ khác để ngăn chặn cái sức mạnh của nó vào giai đoạn late game. Ok. Đây này, Greater à? Greater nhưng mà lại mua con rồng với cả con tabu chơi. Anh em có tin không? Nó chính là ngũ long hóa hình đấy anh em. Anh em tin tôi đi. Với một cái người mà có cái kinh nghiệm dày dặn chiến trường, rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng chục nghìn trận ấy. Thì cái việc mà nhận ra là đối thủ đang có cái suy tính gì, định chơi cái đội hình gì ấy, nó dễ lắm. Trừ khi đối thủ thực sự chơi khác người thôi, chơi khác bình thường. Chứ còn nếu mà chơi bình thường ấy thì tôi có thể nhận ra được là nó chơi cái gì. Đấy, và cũng xin giới thiệu với anh em, đây nó là một cái trận đấu đang ở cái mức rank cao nhất hiện tại. Tôi đang ở mức rank là King 2 nha anh em nhá. Và đang là top 2 server. Đấy, top 2 server Việt Nam thôi, không phải thế giới. Đấy, nhưng mà cũng là gặp những cái đối thủ cực mạnh. Và thằng này là thằng Joker này cũng là một trong những cái đối thủ mạnh nhá anh em nhá. Tôi không nói là nó đánh kém đâu. Nó không hề đánh kém. Có điều là nó là anti nên là tôi muốn là quay cái video clip này. Đấy, để tôi đấm cái thằng anti thôi. Còn nó thực sự là nó không kém nha anh em nhá, mà nó thực sự là nó đánh hay đấy. Bởi vì nó có cái trình độ thật. Đấy, nó có cái khả năng thật thì nó mới khịa tôi. Đấy, tôi cũng phải khẳng định với anh em luôn là thường là những cái thằng mà nó khịa tôi ấy, thì nó cũng có một chút tài năng. Đấy, không phải không đâu, có đấy. Thế nên là chúng ta đánh cái trận này chúng ta hết sức cẩn thận, chọn cái con đường nó phù hợp nha anh em nhá. Và cái con đường của tôi ấy, là cái con đường đẩy nhanh, đẩy mạnh. Chúng ta sẽ vận dụng tài nguyên để chúng ta form dần về cái đội hình nào chúng ta có thể đẩy nhanh nhất có thể anh em nhá. Chỉ có thế là chúng ta mới có thể là ngăn chặn cái việc là đối thủ form được cái hình của bộ ngũ long thôi. Còn bây giờ ngũ long hóa hình nó đang là cái bộ mạnh nhất hiện tại. Nếu mà về late game thì rất khó có thể chơi. Rất khó đấy anh em ạ. Nếu không nói là vô phương nha anh em nhá. Không có cái phương án nào nếu mà một con chúa quỷ 2 sao kết hợp với 5 rồng Dragon Clay 2 sao đánh rất khó chịu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giữ cái chuỗi này, cố gắng giữ cái chuỗi này. Mặc dù cái đồ trận này thì bây giờ nó đang hơi, anh em nhìn này, thấy chưa? Cái đồ này nó đang hơi không đẹp cho lắm. Tức là chúng ta đang chưa rõ là chúng ta đang chơi cái gì. Đồ nó chưa được chuẩn lắm. Đấy, chúng ta cần phải phụ thuộc vào cái món đồ tím hoặc đồ cam đầu tiên để chúng ta có thể ra được một cái đội hình mà có thể nói là đánh được. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nếu mà để mà đánh được ý, thì trận này tôi đang tính nhá, đây là chỉ là suy tính bắt đầu thôi, là sẽ đánh Shaman anh em ạ. Một trong những cái line up mà chúng ta có thể là gì, đẩy nhanh. Đấy, kết thúc trận đấu sớm. Shaman là một trong những cái bộ kết thúc trận đấu rất sớm, chỉ khoảng round 28 nếu mà chúng ta biết cách chơi đẩy nhanh. Đấy, giữ được cái nhịp độ trận đấu, tham minh chuẩn vào từng giai đoạn thì có thể sẽ đẩy được trận đấu. Khoảng round 28 là kết thúc được trận đấu rồi. Và nếu mà đẩy được cái trận đấu ở round 28 ấy thì cái bộ ngũ long hóa hình hồi đấy, cái giai đoạn đấy, thời điểm đấy là nó sẽ chưa có thành hình. Đấy, thường là ngũ long hóa hình nó sẽ bắt đầu thành hình ở sau round 25, nhưng mà nó mạnh ấy, thì chắc là phải sau 30 khi mà nó có đủ đồ cơ. Nó có đủ đồ nó mới mạnh.
Đấy thì phải sau round 30. Sven thì sau round 25 thì chắc là cũng chưa lên 2 được. Mà sau round 30 thì lên được 2 sao thì lúc đấy mới bắt đầu là vô địch. Đó, chúng ta có thể đẩy trước round 30 được trận đấu để kết thúc trận đấu sớm anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng tôi chơi cẩn thận nhất có thể. Tất nhiên là tôi bây giờ tôi cần là gì? Cần là cái câu ra cái con gấu Saman để chúng ta hoàn thiện cái đội hình 6 Saman vào level 9. Ở cái thời điểm level 9 chúng ta sẽ có 6 Saman. Đó sẽ là cái thời điểm mà chúng ta mạnh nhất và chúng ta đẩy được nhiều nhất. Mỗi round chúng ta có thể đẩy được 30 đến 40 máu. Tuy nhiên phải bắt buộc phải câu ra là con gấu Saman anh em nhá. Còn nếu mà không câu được ra gấu Saman ấy thì cái câu chuyện nó sẽ rất khó đấy. Nó sẽ rất khó khi mà chúng ta chỉ chơi 4 Saman thôi. Thế nên bây giờ ấy, nếu mà câu ra được gấu hay không câu ra được gấu thì nó sẽ quyết định anh em nhá. Đây, này khôn không? Này khôn không? Khôn không? Khôn không? Tại sao lại khôn? Nó chuyển cái con súng ra cái vị trí rất xa làm cho con Berserker nó không vừa tới. Nhưng mà tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Ok. Cái vấn đề câu ra được gấu nó sẽ quyết định cái trận đấu này. Mà không phải là câu ra cái con gấu bình thường nhá, mà phải câu ra là cái con gấu Saman ấy. Chứ còn bây giờ câu ra con gấu tổ hay là câu ra con gấu mết ấy thì nó cũng không ăn thua. Bắt buộc nó phải là gấu Saman. Đấy, trận này tôi sẽ có lên 8 luôn không nhỉ? Đủ tiền lên 8 luôn này. Tôi muốn nhét hai con gấu vào để tăng cái tỷ lệ câu gấu anh em ạ. Buộc phải ra con gấu Saman để đẩy sớm. Đấy. Đấy, như thế cơ. Cầu trời khấn Phật đi. Còn nếu mà giả sử nhưng mà không ra được gấu Saman thì sao? Thì chúng ta lại phải tính con đường khác. Đấy. Cái đấy thì sau nha anh em nhá. Ra hay không thì để sau round 20 đi. Sau round 20 quyết định nhá. Sau round 20 tôi nghĩ là tôi sẽ quyết định được rồi. Đấy, còn bây giờ tôi xin được chia sẻ thêm một chút về ô tô túi ra. Trước khi tôi chia sẻ thêm thì ra này vớ vẩn mất chuỗi. Ui thôi đúng rồi, gặp 6 Hunter anh em ạ. 6 Hunter tầm này chịu. Mất chuỗi chứ. Ui dồi ôi, thế thì hết tiền rồi. Cày thật. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lên level 8 hết tiền mất chuỗi ạ. Ra già này. Bắt đầu thấy khó đấy. Mất chuỗi quả vừa rồi là khó đấy anh em ạ. Anh em biết tại sao khó không? Hết tiền. Hết sạch tiền. Cái bộ Saman là cái bộ đắt tiền đấy nha anh em nhé. Không phải cái bộ rẻ tiền đâu. Hoàn toàn những cái con đắt tiền thôi. Hết tiền rồi làm sao lên được 9 đây. Cái bộ Saman là ít nhất là phải form được ở 9. Đấy. Ít nhất là phải form được ở 9. Đánh ở 9 nó mới giữa game này nó mới có sức mạnh tối đa được. Chứ còn đánh ở 8 thì không đủ anh em ạ. Mà đánh ở 9 thì bây giờ chắc là phải, không biết round 21 có đủ tiền lên 9 không nhỉ. Nhưng mà lên 9 ấy mà toàn 1 sao hoặc là không form được Saman thì cũng khá là yếu ấy. Đội hình này bây giờ tôi mới ra được hai con Saman thôi. Nhưng mà trông nó khá là lèo khèo. Toàn 1 sao. Đây là cái nhẫn ma thuật lấy tạm anh em ạ. Mặc dù là tôi cũng chưa biết là tôi có chơi mết hay không. Đến đây vẫn chưa chốt ở đâu anh em nhá. Bao giờ một con Thunder 2 sao ấy, hay con già 2 sao chúng ta mới chốt được. Tầm này chưa chốt được. Để xem đã, để xem tình hình mấy cái round tiếp theo bài nó ra cái gì đã. Biết đâu không ra con gấu Saman thì khả năng là quay xe. Đồ này tôi vẫn quay xe được anh em nhá. Chỉ cần giữ cái blink với cả cái mã thông báo thôi. Đấy, cái mã thông báo được rồi. Đánh counter được đối thủ được rồi. Với cái mã thông báo ấy, nếu mà chúng ta chơi Witcher ấy là chúng ta sẽ có cái lượng sát thương gây ra đối thủ tăng 50%. Đấy thì giữ lại cái mã thông báo này nếu mà chúng ta đánh Witcher. Chứ này tôi nói thật với anh em là một là đẩy nó sớm, hai là quay về Witcher đánh gọi là solo late game thôi. Đấy. Có hai con đường thôi, để mà solo, để mà đấm được cái thằng anti chỉ có hai con đường thôi nhá anh em nhá. Solo late game thì một là Witcher chúa quỷ kết hợp lâm rồng, hai là gì? Assassin Witcher. Thì ép bây giờ. Đấy. Nói rõ cho anh em để anh em đỡ phải coi như là thắc mắc là tại sao mà tôi lại quay về cái bộ đấy nhá. Rồi. Ui, từ từ nhá. Ra con gấu Assassin này. Vậy thì liệu rằng chúng ta có lên quay xe sang Assassin Witcher không?
Nhưng mà không anh em ạ, chưa. Bình tĩnh. Từ từ đã. Cái lý do tại làm sao mà lại từ từ. Con này ấy, nó mới có 2 con thì nó vẫn chưa là thật đâu anh em ạ. Tuy nhiên tôi sẽ mua sẵn cái con Grand Herald để nếu mà giả sử như mà nó ra lên 2 sao thì chúng ta sẽ chuyển sang Witcher thật là nhanh anh em nhá. Trong trường hợp nó lên 2 sao thôi nhá. Còn nếu mà trong trường hợp ấy mà nó không lên 2 sao mà nó vẫn là 2 con này ấy, thì nó vẫn là lừa. Tức là tôi cũng sẽ không chuyển sang cho thời hạn đến round 20 nha anh em nhá. Cho con gấu và con già đến round 20. Đấy. Con nào lên được 2 sao thì chơi con đấy. Con gấu mà không lên được 2 sao thì cũng không Assassin's Witcher. Tôi sẽ form dần về cái bộ có thể là Ngũ Long Hóa Hình hoặc là một cái bộ khác là Glacier kết hợp với Lom anh em nhá. Chỉ có bộ đấy mới có thể cân được thôi. Còn những cái bộ khác tôi nghĩ khó lắm. Có những cái lineup mà có thể cân được và có những cái lineup thì không thể cân. Đấy. Rồi để xem nào. Bắt đầu chuyển sang Hunter này. Chuyển sang Hunter, tuy nhiên là anh em cứ tin tôi đi. Thế nào thì cũng về Ngũ Long Hóa Hình thôi anh em ạ. Mình cứ chuẩn bị sẵn đi. Vừa lấy là mua tabu này rồi mua rồng 1 đô đưa lên 2 sao rồi. Đấy, cái bộ Ngũ Long Hóa Hình ấy anh em có thể chơi xây dựng từ bộ Exorcist sang cũng được nhá. Dễ lắm. Đấy, có sẵn 2 con rồi, Wizard các thứ vào Exorcist Witcher xong chuyển sang Ngũ Long Hóa Hình nó nhanh lắm. Chỉ cần ra chúa quỷ phát thôi chuyển sang cực kỳ nhanh luôn. Ok, để xem nào. À, ra cuối cùng này gặp cái thằng cũng tương đối mạnh. Đào Văn Dương full 2 sao. Đào Văn Dương ăn nổi không? Từ từ anh em nhé, tôi đang tính là cái con đường khác đây. Con đường Shaman và con đường Witcher có vẻ nó hơi căng rồi đấy. Chúng ta có thể chuyển về Insectoid. Nó ra con heo cho tôi, 2 con heo là được nhá. Ăn nổi không? Thằng này hơi to đấy. Ăn nổi không? Hay. Berserker lia dìu đúng lúc luôn. Ok. Đã có thằng đi rồi. Đồ chán quá nhở. Con gấu nó chỉ hết round này thôi anh em nhá. Có thể Shaman sẽ cho thêm cơ hội. Cho thêm một chút cơ hội đến round 25. Shaman có thể cho thêm chút cơ hội. Tôi sẽ roll ở cái round sau. Lên 9 rồi roll thôi. Còn gấu tôi nghĩ là chắc là từ bỏ nữa. Tầm này chịu rồi. Khó lắm. Chúng ta đã bước sang round 20 của trận đấu. Bắt đầu sang giai đoạn giữa game rồi. Với một cái đầu game đánh khá là xuất sắc đấy. Khi mà chúng ta đánh cẩn thận, giữ được máu. 85 máu không phải là một cái lượng máu tồi đâu. Ok. Úi dồi, đây rồi. Được đấy. Được đấy. Khả năng là Shaman. Chưa chốt được. Nhưng mà tôi vẫn sẽ để cái bộ Shaman vào đây. Hoặc có thể nó sẽ là Insectoid. Giữ mèo ở trên Insect. Bình tĩnh. Đồ xem nào. Không có đồ Insect. Gương à? Thôi Shaman rồi. À, nhưng mà gương vẫn có thể chơi Insect nha anh em nhá. Để tôi đổi cái món đồ tím đầu tiên xem nó như nào đã này. Thế này thì Shaman thôi. Shaman thôi anh em ạ. Anh em để cái trận đấu này không? Lạ thật đấy. Tôi thấy có gì đấy nó hơi sai. Anh em biết cái gì sai không? Tại sao cái thằng Joker ấy, từ đầu game đến giờ nó không thể nói gì nhỉ? Nó chưa thấy chửi gì tôi luôn.
Hay là tôi nhầm người? Không, tôi chắc tôi không nhầm đâu. Thằng này có một cái tên là Joker với những cái chữ ký hiệu rất là trẻ trâu xung quanh. Đấy. Tôi nhớ lắm anh em ạ. Không nhầm đâu, tôi nghĩ là không nhầm rồi. Có điều là có thể đây nó là một cái kinh nghiệm của những cái người anti mà gặp tôi nhiều lần. Đấy. Và đã bị ra quá nhiều video clip ở trên kênh rồi. Gáy sớm ăn gì. Đấy, nó chính là cái lý do tại làm sao mà bây giờ những cái thằng anti ấy, mà nó gặp tôi nhiều ấy, nó có kinh nghiệm là ấy, chỉ khi nào mà nó chắc chắn thắng thì nó mới dám gáy thôi. Đấy, anh em xem cái video clip trước đấy, anh em cũng thấy nó gáy sớm là coi như là ăn lín ngay. Late game là coi như là câm lín, câm lặng luôn. Không dám nói gì luôn late game mà. Đây đủ Shaman rồi này. Thôi chắc là chơi Shaman anh em nhá. Có lẽ tôi sẽ giải tán được gấu rồi. Đây chắc là một trong những kinh nghiệm của cái người chơi lâu năm, chủ tịch hội anti, đã biết cách là coi như là đấm tuấn cơm rồi đấy. Là chỉ khi nào mà chắc ăn thôi. Đấy, khi nào mà chắc chắn là ăn được thì rồi nó mới bắt đầu là nó mới gáy. Còn nó không bao giờ nó gáy sớm. Đấy, anh em cứ xem cái clip tập 1 tôi gặp thằng này này, xong clip tập 2 tôi gặp thằng này là anh em thấy khác biệt ngay. Clip đầu tiên thì gì, vào game phát là gáy luôn. Đấy, tuấn cơm tuổi lìn, tí đấm cho tuấn cơm sấp mặt xong cuối cùng. Có những cái trận đấu mà thậm chí nó còn không được top 2. Thậm chí có những cái trận đấu mà anh em thấy nó tôi đẩy nó top 8 luôn. Riêng mà tôi mà phòng bị thì không bao giờ trượt được. Tôi nói thật với anh em, trả qua cái trận đầu tiên tôi gặp nó, tôi không biết nó là ai. Tôi không biết nó là anti, nên là tôi không có sự chuẩn bị. Tôi không có sự phòng bị thôi nhá. Rồi, roll rồi. Chưa ra cái gì nhỉ? Không ra là 6 Shaman để tôi đẩy nhá anh em nhỉ? Cay thật đấy. Tôi xả hết tiền luôn đấy. Roll tiếp nào. Ui rồi ôi, thế này không được rồi. Thế này phải chuyển sang chơi God rồi anh em ạ. Vẫn là Shaman nhưng mà không phải là Shaman mết mà chúng ta sẽ chơi là God nha anh em nhá. Ok. Đây. Đợi cái con mèo thôi. Ôi thôi chết rồi. Bỏ đồ ở ngoài lại gặp lại thằng này này. Anh em biết tại sao tôi chọn cái lý do chọn Shaman không? Bởi vì có thể thằng này nó sẽ chơi cung Ecosid anh em ạ. Mà tôi nhận thấy là có mấy cái con rồng vào anh em ạ. À, tôi cũng chưa biết là có phải là Ecosid kết hợp với cung không. Lại ra rớt này. Hay quá nhở. Đúng rồi đấy, chọn đúng lên văn minh rồi đấy anh em ạ. Phải đẩy sớm thôi, phải đẩy sớm thôi. Shaman ơi, ra 6 Shaman đi. Trời ơi, cái trận này không ra con mèo à, chán nhở. Tôi đẩy lên hẳn 10 tôi roll rồi đấy. Lý do chọn Shaman đấy là có hai lý do. Một là chúng ta đẩy nhanh, hay là gì, là có thể counter vào giai đoạn giữa game khi mà đối thủ có thể là sẽ đá qua cái bộ Hunter kết hợp với cả Exorcist ấy. Bây giờ nó là cái bộ dư máu khá tốt thì bây giờ tôi chuyển sang Shaman để tôi đá nó anh em ạ. Đấy, tính toán nó là tính toán đấy, chứ không phải là tính toán ở đây nó là chơi theo cái kiểu là cắm đầu cắm cổ vào chơi đâu. Tất cả đều có tính hết. Đấy. Nếu mà trong trường hợp là chơi Exorcist, chuyển sang Exorcist thì chúng ta đẩy được nhiều hơn. Ok. Tôi đã nói rồi, tôi có cái sự phòng bị thì chắc chắn là tôi sẽ counter đối thủ mạnh lắm. Nhất là những cái thằng mà nó anti là tôi sẽ chú ý, tôi focus vào nó. Có cái sự phòng bị thì nó khác với cái việc là mình không có sự phòng bị ở mình vào trong rank ấy. Mình chơi mình làm content. Thế là mấy cái thằng này cứ kiểu như là nó ăn được mình ở những cái trận đấy. Xong rồi coi như là nó chụp ảnh để nó up lên diễn đàn, nó khiệu mình, nó hạ nhục uy tín của mình, thề chửi mình, rồi kêu gọi những cái thằng anti khác vào trong cái post đấy để bắt đầu coi như là hùa theo. Nói chung là đấy, nên là tôi gặp cái thằng này thì là tôi sẽ phải là lên clip anh em nhá. Riêng cái thằng này là phải lên clip, không nói nhiều, để cho nó biết là đấm tuấn cơm nó không dễ như thế đâu. Chả qua là gì, chả qua là thích hay không thôi, muốn hay không thôi. Chứ còn nếu mà muốn counter vào đối thủ thì không chỉ là counter vào late game nhá, mà counter từ đầu đến cuối luôn. Đối thủ chơi gì counter đấy từ giữa game luôn. Đấy, nói thẳng luôn là cái điều đấy luôn cho nhanh. Còn nói thật chứ, này, đối thủ chơi cái bộ gì mà tôi chả counter được. Tuấn cơm và thông thạo toàn bộ tất cả đội hình ở trong game này luôn. Đấy, mà bây giờ nhá, nó đang hướng đến là cái gì,
nó đang hướng đến là nó chơi ngũ long hóa hình đúng không? Trời ơi, thế tôi sai lầm rồi bạn ơi. Riêng cái bộ ngũ long hóa hình nhá thì đấy, anh em biết ai đẻ cái bộ đấy rồi đấy. Thế rồi chuyển đồ cho già thôi, già lên 2 chuyển đồ. Thực ra là bây giờ vẫn chưa rèn được anh em ạ, chưa đủ đồ. Muốn rèn cái món tím nữa nhưng mà chưa đủ đồ. Thôi rồi, bây giờ tôi roll tiếp nhé anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ roll tiếp để tôi kiếm cái con mèo. Ui, quả trứng này. Rớt 2 đã. Cay nhỉ, vẫn chưa ra mèo ạ. Đẩy hơi chậm đấy anh em ơi. Bắt đầu 26 rồi đấy. Thường ấy, cái bộ ngũ lăng hóa hình ấy, nó sẽ form được ở round 27, 28, 29. Cái thời điểm 29 là cái thời điểm nhạy cảm. Tham Minh là ở khoảng round 29 ấy, nó sẽ form được ngũ long hóa hình anh em nhá. Đấy. Bây giờ mà phải đẩy trước nó, gặp nó đi, gặp nó đi, gặp nó đi. Cho gặp, gặp. Chưa gặp anh em ạ, gặp thằng khác. 9 phe giờ. Này thì 9 phe giờ. Thằng này cũng ngũ long hóa hình thôi. Ui dồi ôi. Nhưng mà tôi sẽ đẩy nó trước khi nó form về 25 máu. Cứ vứt Saman vào thôi anh em ạ. Cái tầm này là cái tầm mà kiếm mèo 5 đô vào. Còn nếu mà không có mèo 5 đô thì cứ con Saman nó ra để vứt vào thôi. Đẩy càng nhanh càng tốt. Bây giờ mục tiêu chúng ta đẩy anh em ạ. Joker bắt đầu là form rồi. Bỏ mẹ rồi. Lên được 10 rồi anh em ạ. Lên được 10 là bắt đầu giữ được máu rồi. Bắt đầu form rồi đấy. Căng nhỉ. Cái lần tiếp theo mà chúng ta gặp nó ấy, là phải gặp luôn đi, gặp luôn ở round 27 đi. Gặp được không? Đào Văn Trương, Đào Văn Dương chết đi nhá. Đào Văn ở chết rồi. Không được nói là chết, không được nói chết anh em ạ, không bị ban kênh ấy. Ra đi nhá, Đào Văn Dương ra đi nhá. Tôi tí nữa tôi edit lại cái video này, tôi sẽ bỏ cái chữ này đi. Video lúc nào cũng phải edit lại anh em ạ. Bởi vì nhiều khi mình chơi game mình cuốn quá, mình nói mấy cái từ mà nó không được phép ở trên YouTube. Ok. Mấy lần tôi bị ban là vì thế mà. Kênh là bị ban hay là bị mất đề xuất là vì là mình nói mấy cái từ đấy. Từ đấy, từ vừa nói ấy. Nên tí nữa tôi sẽ edit lại. Tôi beep chỗ đấy hoặc là tôi sẽ chỉnh lại, tôi thu lại đoạn đấy. Ok. Chưa ra anh em ạ, đen quá này mất tôi. Thế này không đẩy được kịp rồi. 28 rồi anh em ơi. Xong rồi. 28, 29, 30 là hết rồi. Random. Ui rồi ôi, không có đồ. Xong rồi, tai hại quá anh em ơi. Tôi không có hỏng. Hỏng hẳn rồi, hỏng hẳn rồi. Tại sao lại ra cuốn sách? Tại sao lại ra cuốn sách hả Tuấn ơi? Tại sao nó không phải là một cái xích, một cái gậy bão nhỉ? Đã cố tình là hy sinh cái món cam để lấy món tím rồi mà thế này đây. Hỏng rồi anh em, về ngũ long rồi, có The Dragon Clive và có chú quỷ. Về được bộ đấy rồi anh em ạ. Hỏng rồi, tôi biết ngay. Nói chung là tôi đọc đối thủ như một cuốn sách luôn, không trượt phát nào. Nhưng mà anh em thấy không, ở đằng này vẫn có thể ăn được nhá. Thực ra tôi cũng chia sẻ với anh em rồi, ngũ long hóa hình ở trước ra 30 ấy, chúng ta vẫn ăn được. Nhưng mà nó đã form về được cái bộ đấy rồi đấy anh em. Và nó còn tận là 30 tiền. Ui chà. Căng thẳng quá nhờ anh em nhờ. Căng thẳng quá. Bây giờ phải kết liễu mấy cái thằng kia đi. Để tôi còn kết liễu cái thằng đấy. Phải vào cái giai đoạn solo sớm anh em ạ. Sau 30 solo không biết là có solo nổi không ấy. Thôi chết mẹ ơi. Quả trứng nữa kìa. Còn một con chú quỷ nữa thôi. Rồng 2 rồi. Ôi trời chết rồi anh em ơi. Là form đủ bộ. Chết rồi, hỏng rồi anh em ơi. Hỏng thật sự thôi. Và thậm chí tôi thấy nó đang còn chuẩn bị cá luôn để nó chơi với tôi kìa anh em kìa. Nó bắt đầu nó mua cả cá về để nó bắt đầu nó đấm tôi rồi, anh em thấy không? Mặc dù nó không nói ra đâu nhưng mà tôi biết nó đang đấm tôi đấy anh em ạ. Nó đang là bắt đầu chuẩn bị gáy đấy. Anh em tin tôi không? Tôi đi guốc trong bụng nó luôn. Đã bảo là đọc đối thủ nhá, về tâm lý đối thủ là như một cuốn sách luôn. Kể cả là cái về cái việc là nó chơi cái đội hình gì, đến cái việc là nó chuẩn bị nó làm gì. Nó có nói không? Nó có khịa tôi không mà tôi biết. Đấy. Anh em cứ tin tôi. Anh em cứ tin tôi. Cái thằng Phaser trước khi nó kịp form về ngũ long hóa hình bay màu rồi. Vậy là chúng ta solo với chắc là ngũ long hóa hình lết game rồi anh em ạ. À. Vãi cướt.
Khó. Khó rồi. Cái vấn đề là đồ anh em ạ. Không có đồ và không có con mèo làm đồ. Con mèo đéo ra cái thế nhở. Trời ơi, chúa quỷ hay sao rồi. Hỏng rồi anh em ơi, có bất diệt nữa. Hỏng rồi. Nó hoàn toàn là một cái thằng biết chơi nha anh em nhá. Không dồn đồ cho chúa quỷ đâu. Cái bộ đấy phải dồn đồ cho rồng anh em ạ. Cực kỳ biết chơi luôn đấy. Tôi nói với anh em từ đầu game rồi, nó là một cái thằng anti đấy. Nhưng mà nó không phải là một cái thằng không biết chơi, nó là một cái thằng cũng phải được tính là một cái thằng gọi là cao thủ đấy. Nên là khi mà nó đã biết chơi chúng ta không để nó ấy. Đồng nghĩa việc là chuẩn bị là nghe ăn chửi nha anh em nhá. Thôi rồi, tôi chuẩn bị cái tinh thần đấy rồi anh em. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần đấy rồi anh em ạ. Tôi nói thật với anh em là bây giờ mà không ra cái con mèo 5 đô ấy thì thôi, xác định luôn là thua. Mà bây giờ ra thì cũng thua thôi anh em ạ. Còn tôi bây giờ tôi không tìm con mèo 5 đô nữa đâu. Tôi bây giờ tôi không tìm con mèo 5 đô nữa anh em nhá. Bởi vì ra thì cũng thua. Bây giờ là thua rồi đấy. Chú quỷ 2 sao rồi mà. Rồng 2 sao rồi. Chịu rồi. Nó mắc binh bố rồi. Tiên sư là nó chứ. Ra 31. Chú quỷ 2 sao. Rồng 2 sao. Form level 10 mắc binh. Và thậm chí là ở dưới hàng chờ ấy, nó đang chuẩn bị 6 cá nó đấm tôi. Nó không cần 5 rồng đâu anh em. Chơi với mết thì đánh 6 cá thôi. 5 rồng làm gì. Khổ thật sự luôn ấy. Thề. Cái việc mà chúng ta không đẩy được ấy, cái kế hoạch đẩy của chúng ta phá sản thì đồng nghĩa với chúng ta thua. Xong rồi đấy. Thôi xong rồi. Anh em nhìn đi. Anh em sẽ thấy. Cắt chuỗi rồi. Thế là xong rồi đấy. Xong rồi đấy anh em ạ. Thề. Nếu mà tin được luôn ạ. Thề gặp một thằng anti đen thế nhở. Lại có cơ hội cho nó gáy. Không biết là trận này là có chụp ảnh nó lại up lên diễn đàn gáy không. Đấy chứ tôi thấy là ngày trước là nó cũng làm cái điều đấy đấy. Mà tôi không biết thôi. Cay thật sự. Hỏng rồi Tuấn ơi. Cay nhở anh em nhở. Tôi đang chột dạ đấy anh em. Tôi buồn quá. Mặc dù tôi đánh rất hay ở trong trận đấu này. Phải nói thật là rất hay. Đẩy lên 10 sớm. Kiếm mèo nhưng mà đéo ra. Cay quá anh em ơi. Không phải tin được luôn ấy. Cái tầm này ra mèo cũng chẳng có cái lợi ích gì nữa rồi. Hai gạt là bay màu hết. Saman không kịp biến là chết rồi. Anh em biết là tôi đang tìm cái gì không? Nó không phải là cái con mèo đâu anh em ạ. Cái thứ mà tôi đang tìm ấy, nó chính là cái con thị vệ. Một cái con một tiền thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, nó không dễ kiếm được con đấy đâu anh em. Hỏng rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Đấy, bắt đầu chưa thấy nó gáy luôn. Thay đánh cẩn thận thật đấy. Nó rút kinh nghiệm đến cái mức mà nó bây giờ nhá, là nó phải đến cái mức mà nó phải chắc chắn nó đấm được tôi cơ thì nó mới gáy cơ. Đấy mà thôi, đấm được rồi ấy, gáy đi. Gáy đi. Đây rồi. Ui rồi ôi. Mãi mới cho được cái con cọc à anh em ạ. À ôi giời ơi, đấy có video không em? Tôi bảo biết ngay mà. Anh em thấy không? Bây giờ chắc chắn thắng rồi ấy. Nhưng mà bạn ơi, tôi tìm một cái con thị vệ thì cái câu chuyện nó cũng chưa chắc đâu nhá. Tôi phải roll hết tiền để tôi kiếm cho con thị vệ đấy anh em ạ. Random cái ra nào. À ôi giời ơi, không, vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội. Rớt 3 là có cơ hội nhá. Rớt 3 là cơ hội nhá. Có cọc có rớt 3. Cơ hội nó sẽ đến với tôi. Cơ hội nó sẽ đến. Ok bạn ơi. Ơ có chắc không? Bạn có chắc không? Bạn có chắc không? ok thế chắc gì cho nó ngầu nhở. Chắc gì cho ngầu đây. Cười cái đã này. Tất nhiên là có video rồi. Làm sao? Gáy lửa đi, gáy lửa đi. Làm gì? À úi giời, nó chuyển 6 cá anh em ạ. Ủa thì căng nhở. Đau tim quá anh em ơi. Nó chuyển ra 6 cá rồi. Bình tĩnh, 6 cá vẫn có thể ăn. Nếu mà chúng ta xếp 2. Bình tĩnh bạn ơi, xếp 2 là ăn nhá. Bình tĩnh. Xếp 2 là ăn, không sợ. Mẹ nó chắc là bây giờ nó chắc chắn là nó ăn được tôi lắm rồi đây này. Mẹ nó dâng hết lên là nó định thịt tôi. Bạn thì độ cái. Ủa, chưa lổ rớt rồi. Nổ còn rớt rồi. Ok bạn ơi, từ từ nhá, bạn ơi. Ok bạn ơi, 5 máu à. 5 máu à.
Ôi trời ơi, gáy đi. Lên clip là cái chắc chắn luôn. Trời ơi, dã man thật sự. Mà đợt này là cũng có rút kinh nghiệm mà không dám gáy sớm rồi anh em ạ. Hay là nó biết là bây giờ mình đang top server nên là bây giờ nó cũng hơi rén. Chỉ mà khi mà lúc mà nó có 6 cá với cả 4 Witcher với con chúa quỷ 2 sao thì lúc đấy là nó bắt đầu nó mới tự tin nó gáy. Nhưng mà không bạn ơi, cái việc tự tin của bạn ấy không khiến cho bạn chiến thắng trận này. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian mà anh em muốn tìm hiểu về cái meta này, những cái đội hình nào mạnh nhất ở trong meta, anh em hãy chọn hai cái video clip cuối video clip này anh em nhá. Đó sẽ là những cái video clip mà sau khi anh em xem xong, anh em sẽ nắm được toàn bộ meta này. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!